Đây, hàng mới về đây nha mày. Máy 4 tải bụng. Cầu Hino 5 tấn. Số 5 tấn. Lúc trước lúc sau đẹp nha. Lúc trước 650 mà 14 mầm lợn. Cáp đẹp. Cùng chục cùng thuyền này đúng hết nha. Đàn số cực kỳ khô ráo nha. Lát này. Chưa rơi thì gì hết. Chất xin 15. Kẹp lên giữa rồi nhé. Thắng hồi bố xin đài. Thường thường mấy cái kia là taxi nó chỉ làm tới đây thôi anh em nhé. 3 mét từ đây lên tới của cò thôi. Từ đây nó làm 2 cây I15 tới 6 đít xe luôn. À, mỗi bên một cây. Cò Hino 10 ốc lát. Có heo treo đâu đầy đủ anh em nhé. Bình hơi 2 bình. Xe đóng ít chạy. Xe này hầu như không đi rừng. Xe chở mì nhà chở nên đóng chỉ để chở máy xới không. Đó, là lúc trước lúc sau đóng đi chơi hết là lúc sau lúc trước thì cũng chưa thay luôn. Thằng hơi bên kia nó bị gãy lát hàn lại. Này, taxi I15 dày, y dày nhưng hay mỏng nha. Đó, kẹt từ khúc giữa này, lên tới cò cò. Cùm thắng, đây là cái đấy to đùng luôn. Đây là mua xe luôn nhé, 038-45-45-911, xe thiện Gia Lai. Anh em nào mua xe này, lời nửa tiền xong đóng mới.